Vợ chồng Thương Tín lộ chi tiết bất nhất trong lời kể, cộng đồng mạng thêm hoài nghi về chữ Tín. Cư dân mạng phát hiện ra lời kể không nhất quán của vợ chồng nghệ sĩ Thương Tín trong câu chuyện Bộ Răng Sứ. Khán giả thêm hoài nghi về tính chân thật trong những chia sẻ từ trước tới nay của nam diễn viên. Những ngày qua, ồn ào tiền bạc giữa nghệ sĩ Thương Tín và nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi chiếm sóng dư luận. Sau khi tố nữ diễn viên nhập nhằng tiền bạc, thông báo sẽ mời công an vào cuộc sao kê 800 triệu, Thương Tín tiếp tục có động thái dứt tình khi gỡ bỏ bộ răng sứ do nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi tặng. Xuất hiện trên sóng livestream ngày 23 tháng 12, nghệ sĩ Thương Tín đã lên tiếng làm rõ lý do mất tê tích của bộ răng sứ. Theo đó, nam tài tử cho biết, tôi đeo bộ răng sứ gặp bạn. Bạn tôi hết hồn bảo, mày tháo bộ răng này ra ngay, mất duyên. Tôi không biết mất duyên cỡ nào vì đó là cảm nhận của nó thôi. Bộ răng đó, tôi chỉ tháo ra để ở nhà, vì cái này đeo vào rất khó chịu nhìn kỳ lắm, bị vướng vì đeo vào nó hô ra. Bạn tôi nói nó mất duyên. Tôi cần chỉnh lại, nhờ bác sĩ mài lại. Như vậy, nam diễn viên tháo bộ răng sứ vì cảm thấy khó khăn trong giao tiếp. Cần bác sĩ mài lại cho bớt hô ra. Tuy nhiên, cư dân mạng lại đào được chi tiết bi hài khác về bộ răng này. Theo đó, vợ nam tài tử từng lên tiếng chia sẻ việc Thương Tín bị mất bộ răng sứ. Anh buồn vì mất răng, bộ răng giả mà chị Trịnh Kim Chi dẫn đi làm. Anh ấy để trong túi, móc ra, móc vô, thế là mất luôn bộ răng. Đợt trước cũng đã bị mất một lần rồi. Đã vậy, còn mất xe nữa. Ngoài ra, bà xã Thương Tín còn hé lộ việc nam diễn viên kể sai về vợ với khán giả. Cô cho biết, tôi cũng hỏi anh Tín, tại sao nói tôi như vậy? Hình ảnh tôi sẽ ra thế nào? Anh lại bảo, anh đâu có nói gì đâu. Chỉ nói là, anh là đàn ông, trụ cột, không nuôi được hai mẹ con, thì hai mẹ con phải ra đi. Tôi có hỏi, sao không nói vợ đi làm thuê? Anh trả lời, tự nhiên nói vậy mắc cỡ quá. Phát ngôn không nhất quán của vợ chồng nghệ sĩ Thương Tín trong câu chuyện Bộ Răng Sứ khiến khán giả không khỏi hoài nghi về tính xác thực trong những câu chuyện mà ông đã chia sẻ.